Trong khi tại nhiều địa phương, diện tích ao hồ tự nhiên theo thời gian và nhu cầu sử dụng của người dân, chính quyền địa phương dần mất đi, thì tại nhiều xã của huyện Văn Giang, việc gìn giữ ao hồ để tạo điểm nhấn trong cảnh quan, môi trường được chú trọng thực hiện với sự đồng thuận ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân. Mỗi buổi sáng, khu vực hồ trung tâm của khu dân cư thôn Lại Ốc, xã Long Hưng lại trở thành điểm đến quen thuộc của ông Trọng cùng nhiều người dân trong thôn để tập thể dục hay đi bộ, dưỡng sinh. Khuôn viên mát mẻ với mặt nước trong xanh, bao quanh là hàng cây tươi tốt, tạo nên không gian lý tưởng về một miền quê trong lành, mát mẻ, đáng sống. Chúng tôi cảm thấy là tự hào, là được quê hương, được cái khu quần thể ao cá Bác Hồ và đồng thời bà con nhân dân giữ được cái phong quang. Và ở đây thì chúng tôi đều đi gọi trò chuyện, hội người cao tuổi, các hội viên, các ban ngành đoàn thể, kể cả các cháu. Với diện tích khoảng 1 hectare mặt nước, nhân dân thôn Lại Ốc đã đóng góp xây dựng các công trình cải tạo khuôn viên xung quanh hồ như xây dựng cầu ra đảo, đặt tượng Bác Hồ và trang trí xung quanh bằng cây bóng mát, ghế đá, tường bao, kè bờ an toàn. Hồ này chúng tôi làm là từ năm 70-72, gìn giữ được cái ao cá Bác Hồ này là mang ý nghĩa rất là sâu sắc đối với bà con nhân dân chúng tôi. Được cái không khí ở đây rất là trong lành. Đảng ủy ban xã thì chúng tôi cũng đã bố trí các cái nguồn kinh phí để tu sửa nâng cấp các cái ao, tạo cảnh quan môi trường, tạo cái không gian xanh sạch đẹp cho nhân dân. Đấy đấy là cái hồ điều hòa trong khu dân cư. Xã Phùng Công hiện là một trong những địa phương của huyện Văn Giang vẫn còn giữ được hệ thống ao hồ tự nhiên. Trước những tác động của môi trường sống, rác thải hay ô nhiễm nguồn nước của hệ thống kênh mương sông ngoài quanh vùng, địa phương cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo như vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh ao hồ, quy hoạch và tạo dựng cảnh quan xung quanh và tích cực đầu tư kinh phí xây dựng các hạng mục công trình liên quan như kè bờ, xây bể bơi, đầu tư ghế đá xung quanh. Ngày xưa các cụ đào ao để thả cá ươm sen, nhưng cũng một mục đích là đây là nguồn nước tưới tiêu cho hàng ngàn mẫu ruộng bao quanh làng. Và như thế, người dân Phụ Công đã gìn giữ và phát huy cái mặt nước ao hồ này. Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Giang có 118 ao hồ đầm không được san lấp với diện tích trên 77 hectare, trong đó 48 hồ thuộc nhóm 1 tức cần bảo vệ chặt chẽ. Các địa phương trên địa bàn huyện đã chú trọng xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng và cải tạo, vệ sinh để giữ gìn ao hồ, tránh bị ô nhiễm, sạt lở. Cùng với đó, để mạnh tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của người dân, chung tay giữ gìn cảnh quan, bảo vệ ao hồ của địa phương, nơi được ví như lá phổi xanh để điều hòa không khí, từ đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống của người dân, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.